Tối mùng 9 tháng 10, một ngày trước khi cử hành lễ cưới, Diệu Nhi, anh Tú tổ chức bữa tiệc chia tay độc thân với sự góp mặt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết trong showbiz. Trong bữa tiệc này, gian khách mời cùng cô dâu chú rể đều diện tông màu trắng. Không gian tiệc được trang trí với nhiều hoa tươi, nến vô cùng lung linh. Khi bữa tiệc diễn ra, anh Tú, Diệu Nhi đã cùng các khách mời khuấy động không khí bằng các bài hát sôi động. Trong đó, Jun Phạm đã góp vui bằng bản hit Đây Là Bài Hát Vui. Gian khách mời cùng cô dâu chú rể còn có nhiều khoảnh khắc quẩy tung nóc trong bữa tiệc đáng nhớ, đáng chú ý. Khi thấy Jun Phạm và Ngô Kiến Huy thể hiện điệu nhảy cực bốc lửa, chú rể anh Tú đã không giấu được sự phấn khích, cầm khăn ăn của nhà hàng lên quẩy theo. Vào chiều mùng 10 tháng 10, đám cưới của anh Tú, Diệu Nhi diễn ra tại một khu resort ở Phan Thiết. Hôn lễ bắt đầu vào thời điểm hoàng hôn và sau đó tiệc cưới sẽ kéo dài đến khuya. Trong bức thư tay gửi đến người hâm mộ trước đó, Diệu Nhi cho biết đây là giai đoạn hạnh phúc và vô cùng bận rộn của nữ diễn viên. Được biết, anh Tú, Diệu Nhi đã đăng ký kết hôn vào năm 2019 ở Hà Nội sau 4 năm hẹn hò. Tuy nhiên, đến tháng 8 mới đây họ mới công bố tin vui với công chúng. Ngoài ra, còn có tin đồn cặp đôi đã sinh con đầu lòng nhưng người trong cuộc đến nay vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ.